Harry xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Harry Nguyễn TV. Thời gian vừa qua thì Harry nhận rất là nhiều lời yêu cầu từ các bạn. Thì hôm nay Harry sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm trà sữa sô-cô-la để kinh doanh hoặc là để uống tại nhà nha. Mọi người ơi, nếu mà yêu thương Harry thì nhớ bấm cho Harry một nút đăng ký bên dưới, một nút like và một nút chia sẻ nha mọi người, để ủng hộ Harry, để Harry có động lực làm những video hay cho mọi người xem, chia sẻ tận tình chi tiết luôn nha. Thì để nấu được 5 lít trà sữa sô-cô-la, mọi người chuẩn bị cho Harry đó là 220g trà ô long hoặc là hồng trà cũng được nha mọi người ha. Thì cộng cho 180g bột sữa nha mọi người, nhớ là bột sữa sô-cô-la nha. Mọi người nhớ là phân biệt bột sữa sô-cô-la với là pudding sô-cô-la, hơi có loại này mọi người phân biệt chứ không là nó giống nhau, mọi người nhầm lẫn là sẽ nấu nó hơi bị hư nha. 180g rồi cộng cho 600g bột béo. Sữa đặc mọi người dùng cho Harry luôn á là 700g sữa đặc nha mọi người nha. Và cộng với 600g đường nha mọi người ha. Và mọi người ủ trà trong vòng 20 phút nha. Thì bây giờ thời gian cũng khuya rồi nên Harry sẽ không có thâu tóm từng chi tiết cho mọi người xem được luôn. Bây giờ cũng 1 giờ kém rồi mọi người, cũng trễ quá rồi nên Harry sẽ thực hiện bước là pha chế, để hướng dẫn mọi người cách pha chế một ly trà sữa sô cô la cho ngon để bán và để uống nha mọi người ha. Hãy cùng Harry thực hiện nào. Đây nha mọi người, bây giờ thì mọi người chuẩn, đây là cái nước trà, nước cốt trà mà Harry chuẩn bị sẵn rồi, mọi người dùng cho Harry là 100ml nha mọi người. Rồi mọi người dùng cho Harry là bột sô cô la này thì mọi người sẽ dùng cho Harry là 15g nha. 15g thì nó sẽ tương ứng với 3 muỗng á. 3 muỗng cà phê nhỏ nha. Nước trà nó còn nóng nha mọi người, mọi người bỏ vô nha, mọi người quậy đều nha. Rồi mọi người bây giờ quậy cho nó tan hoàn toàn cái hỗn hợp cốc nước trà với bột sô cô la nha mọi người. Xong rồi mọi người sẽ bỏ vô là 60g 60ml nha mọi người. 60g 60ml cũng được, sữa đẹp nha mọi người nha. Rồi mọi người quậy đều xong, mọi người cho đường vô thì mọi người sẽ cho vô đây á là 30g đường nha. 30g đường của nó là một muỗng đây nè mọi người, 30g đường á. Cái này Holly ước tính cũng là 30g đường nha. Bỏ vô 30g đường, quậy lên nha. Đây là Holly đang hướng dẫn cho mọi người cách pha chế một ly trà sữa sô cô la mà loại ly 700ml nha mọi người nha. Rồi mọi người dùng cho Harry kem béo rít này nè, kem béo rít này mọi người dùng cho Harry là 40ml kem béo rít đi nha. 40ml kem béo rít nha mọi người. 40ml kem béo rít đó nha. Cho nó béo nó ngon á. Đây là cái công thức mà ốp dùng cho những bọn nào mà pha chế mà để uống ở nhà không cần phải nấu nhiều á. Thì mọi người sử dụng cái công thức này nó đơn giản mà nó nhanh gọn, nó không tốn quá nhiều thời gian. Còn bọn nào mà muốn kinh doanh á mà ngon luôn thì là ngon luôn nha, thì mọi người hãy mua đầy đủ nguyên liệu như hồi nãy Harry đã hướng dẫn á thì bán. Còn có một cách khác nữa cũng là trà sữa sô cô la luôn, mọi người lấy trà sữa truyền thống, mọi người bỏ hương sô cô la vô thì nó cũng ra trà sữa sô cô la nha mọi người. Cách đó cũng được nha, nhưng mà cách đó nó sẽ không có ngon bằng cái cách như bằng cái này. Nếu mình luộc trực tiếp bằng bột luôn thì nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Đó, Harry đã pha chế quậy đều lên nha. Quậy đều xong rồi mọi người sẽ cho đá vô nha mọi người. Rồi cuối cùng là Harry sẽ mix topping nha. Harry topping thì Harry sẽ mix cho pudding dưa lưới với là thịt phê môn thì nó sẽ ngon hơn. Còn mọi người đừng có mix với thịt pudding sô cô la nha mọi người, như vậy nó không có ngon, tại vì nó là trà sữa sô cô la rồi thì mình phải mix với một cái vị hương pudding nào khác nó sẽ ngon hơn, nó tăng cái vị kích thích cho khách hàng nha mọi người. Thì Harry sẽ mix với pudding hoặc là mọi người sẽ mix với chân châu cũng được nha, chân châu tráng hoặc là chân châu đen hoặc chân châu quần kim cũng được.
Thì bây giờ tại vì bữa nay Harry cũng mệt quá rồi nên cho Harry sẽ hướng dẫn rất là nhanh cho mọi người thôi, và sẽ pha chế một ly nhà cho mọi người làm mẫu, để những bạn nào muốn kinh doanh á, hoặc là muốn uống tiền nhà thì làm cũng rất là đơn giản nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ Harry nhé, bấm cho Harry một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ nha mọi người, để Harry có động lực làm video nha. Và đừng quên nhé, ủng hộ mua xong lau đi cho Harry nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, bye bye.